Liên quan đến vụ hổ báo tại khu du lịch Vườn Xoài, tỉnh Đồng Nai bị chết do nhiễm cúm AH5N1, hiện vẫn chưa xác định rõ được nguồn lây. Các cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân thú nuôi tại đây bị lây cúm có thể từ nguồn thực phẩm là gà bị nhiễm bệnh. Nhằm truy xuất nguồn gốc thức ăn, sáng nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai đã làm việc với đại diện khu du lịch sinh thái Vườn Xoài và các đơn vị cung cấp gà làm thức ăn cho thú tại khu du lịch Vườn Xoài. Theo thông tin từ khu du lịch Vườn Xoài, nguồn gốc thức ăn cho động vật tại đây do hộ kinh doanh Anh Khuê tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom cung cấp. Hộ kinh doanh này nhập gà từ nhiều doanh nghiệp khác. Từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, khu du lịch Vườn Xoài nhập tổng cộng gần 6,6 tấn sản phẩm thịt gà, gồm hơn 5,1 tấn đầu cẩu gà và gần 1,5 tấn ức gà. Lượng gà này nhập hàng ngày hoặc một tuần một lần tùy thời điểm. Tại buổi làm việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn khu du lịch sinh thái Vườn Xoài cung cấp hóa đơn, chứng từ mua sản phẩm thịt gà sử dụng cho động vật. Chủ hộ kinh doanh Anh Khuê cũng như các doanh nghiệp liên quan cung cấp hóa đơn, chứng từ sản phẩm thịt gà đã mua bán. Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục làm việc để truy xuất về nguồn gốc gà làm thức ăn cho thú nuôi tại khu du lịch Vườn Xoài.